Minh Quân rất nhiều. Và kính thưa quý vị, chị và các bạn thân mến, ca sĩ Minh Quân là một ca sĩ trẻ của quê hương Đình Tường, Yên Định, và hiện nay đang được đào tạo thanh nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị sẽ gặp lại ca sĩ Minh Quân trên hệ thống mạng xã hội, đó là YouTube. Và quý vị gõ Minh Quân MV, chúng ta sẽ gặp lại ca sĩ Minh Quân với rất nhiều MV nổi tiếng. Và quý vị, chúng ta sẽ ủng hộ cho ca sĩ trẻ một mầm non về âm nhạc của quê hương Yên Định.